Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty Phong thủy Lộc Tài. Kính thưa quý vị, chắc hẳn mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng ta đều được nghe những lời chúc tốt lành từ người thân và bạn bè. Năm mới an khang, tiền vàng đầy đủ, hạnh phúc bao la, ấm áp nhà nhà. Sung túc, ấm no luôn là điều mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống, nhưng ít ai trong chúng ta để ý điều làm nên sự ấm no hạnh phúc ấy, góp một phần không nhỏ của bàn thờ thần tài trong mỗi gia đình Việt. Theo góc độ tâm linh, bàn thờ thần tài không chỉ thể hiện ước mong, phú quý, giàu sang, mà còn giúp gia chủ tịnh tâm, gia tăng tài lộc. Vậy cách sắp xếp bàn thờ thần tài như thế nào để tiền vô như nước thì quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Từ xa xưa, cha ông ta đã lưu truyền về sự tích thần tài. Ngài vốn là một vị thần ở trên trời, giữ nhiệm vụ cai quản tiền bạc, tài lộc trên thiên giới. Trong một lần uống say, thần tài đã vô tình rơi xuống trần gian, đầu va vào đá, nằm mê mệt không biết gì. Sau đó, được người dân phát hiện thấy ông mặc giống như diễn tuồng cải lương nên lấy làm lạ và tưởng là bị điên. Mọi người đã lấy sạch quần áo, mũ nón của ông đem đi bán. Sau khi ông tỉnh dậy do va chạm ở đầu nên cũng không nhớ mình là ai. Sau đó, ông đi lang thang khắp nơi để ăn xin. May thay có một cửa hàng kinh doanh buôn bán gà, vịt mời ông vào ăn. Lạ thay, từ khi thần tài vào thì khách hàng cũng kéo đến nườm nượp. Người bán hàng thấy vậy nên ngày nào cũng mời thần tài đến ăn. Được một thời gian, người bán hàng thấy thần tài suốt ngày ăn không, ngồi rồi, quần áo hôi hám, bốc mùi sẽ làm khách sợ nên đã đuổi thần tài đi. Quán đối diện ngày xưa rất đông khách, nay trở nên vắng vẻ. Thấy vậy, liền mời thần tài vào ăn. Lạ thay, mọi người lại ùn kéo đến ăn rất đông. Thấy vậy, ai cũng tranh giành mời thần tài về bằng được. Vậy nên mới có câu thần tài gõ cửa. Thấy thần tài không có quần áo để mặc, người dân ở đó mới dẫn đi mua quần áo, lại đến được đúng nơi đã mua quần áo của ông hồi trước. Sau khi khoác mũ nón vào thì thần tài nhớ lại mọi chuyện và lập tức bay về trời. Ngày hôm đó là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, sau này được người dân lấy làm ngày vía thần tài để tưởng nhớ đến ông. Từ đó về sau, người dân Việt Nam có tín ngưỡng thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, gia tăng tài lộc và thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Có những nguyên tắc đã trở nên bất thành văn khi đặt bàn thờ thần tài, gia chủ cần nên nhớ. Vị trí đặt bàn thờ thần tài phải quản được hết ra vào của khách hàng, có thể đặt theo hướng tốt của chủ nhà, có thể đặt theo cách hứng lấy dòng khí bên ngoài khi vào nhà. Gia chủ có thể dùng phương pháp điểm thần sát trong phong thủy để tính, chọn lấy các cung thiên lộc, quý nhân để đặt vị trí bàn thờ phù hợp nhất. Cung thiên lộc theo phong thủy thì lộc là vương lâm quan của tuế can, tính của ngũ hành lâm quan tới cát, lâm quan là thời đường thịnh, đang lên, dần tới vượng. Bàn thờ theo cung này là cát khánh, rất tốt. Lộc gia chính môn sẽ đem lại nhiều may mắn về tiền bạc, gia sản thăng tiến, điền trang vượng. Cung quý nhân theo phong thủy thì quý nhân Thiên Ất là vị thần đứng đầu cát thần, hết sức linh mà có thể chế ngự được mọi chỗ động, chí tôn mà có thể trấn được phi phù. Nhà có chính môn gia quý là đại cát khánh, gia đạo bình an, hòa thuận, hỷ khí đầy nhà, luôn gặp may mắn. Quý nhân là sao cứu trợ, nếu thần giải tai ách nên nhà gia quý nhân là gặp việc có người giúp đỡ, gặp tai ách có người giải cứu, gặp hung hóa cát. Sự nghiệp hiển vinh, công danh thành đạt, dễ thăng quan, tiến chức, học hình ti ly cử nhất đều tốt đẹp. Quý nhân gặp sinh, vượng, thường sinh người hiếu lễ, tướng mạo phi phàm, tính tình nhanh nhẹn, lý lẽ phân minh, thẳng thắn mà ôn hòa, khôi ngô tuấn tú. Ý nghĩa quý nhân là cát khí nên rất tôn quý, nên ra vào cung nào cũng rất tốt. Ngoài cách đặt cửa chính ra, còn có thể đặt cửa phụ, nhà bếp, phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ, giường ngủ đều tốt. Đặc biệt, bàn thờ đặt trên cung có âm quý nhân là đại cát khánh, như vậy sẽ được âm linh phù trợ. Tuyệt đối không được để phòng tắm, nhà vệ sinh vào cung quý nhân, vì như vậy sẽ bị họa hại liên miên, nữ nhân thiếu máu, động thai, sinh con dù có đẹp đẽ nhưng cũng dấn thân vào con đường ô nhục, làm điếm, cuối cùng vẫn phải tự vẫn, tài sản tiêu tán, yêu ma hoành hành, gia đình có người bị cướp bóc, chém giết, máu me thảm khốc, bệnh tật, đau khổ triền miên.
hiện có rất nhiều gia đình đặt ông thần tài trong nhà để hy vọng sự giàu sang, phú quý. Ông thần tài được sử dụng nhằm mục đích cầu phước lành cho gia chủ. Theo phong thủy, thần tài là vị thần mang lại tiền bạc và của cải cho mỗi gia đình. Do vậy mà các gia đình làm ăn buôn bán hay các công ty, doanh nghiệp đều có bàn thờ thần tài để cầu xin ngài phù hộ cho. Việc làm ăn phát đạt trong năm. Theo phong thủy thì vị trí thích hợp nhất đó là tượng thần tài, bởi đó là đối diện với cửa trước. Bàn thần tài được đặt tại vị trí lưng dựa vào tường, tọa phải chắc, không được đặt tại chỗ có góc nhọn và giáp cầu thang. Hướng của bàn hướng ra phía cửa chính hoặc vuông góc với cửa chính. Dù có biểu tượng lớn hay nhỏ, nó đều có sức mạnh đáng kể đối với tiền, tài của gia đình bạn. Trên vách bàn thờ là dán một tấm bài vị, còn phía sau lưng bàn thờ, thần tài cần phải là vách tường chắc chắn, không được chổ cửa sổ hay đục lỗ, vì làm như vậy, tài vận không tụ được. Trường hợp không thể đặt bàn thờ dựa lưng vào tường do phải chọn hướng thì cần tạo vách để tránh góc nhọn đâm sau lưng bàn thờ và giúp bàn thờ nắm vững chắc. Hai bên trái, nguyên tắc là từ ngoài nhìn vào là ông thần tài, bên phải là thổ địa, thường bàn thờ thần tài thờ chung với thổ địa. Bàn thần tài sẽ có ngai thờ hay còn gọi là khám thờ, nên khám thờ có bài vị hay tờ hiệu đằng sau có công dụng để trấn sát và nghênh tài lộc vào nhà. Với bàn thờ thần tài 61 trở lên, thông thường người ta thờ ba ông, thần phát, thần tài, thổ địa. Còn khi bạn thờ nhỏ, thường người ta chỉ thờ thần tài và thổ địa. Việc lựa chọn tượng thần tài thổ địa cũng cần phải lưu ý khi sắp xếp tượng lên bàn thờ thần tài. Nếu tượng quá thấp thì chúng ta sẽ dùng ngai, chân kê, kê cho tượng cao lên. Việc để tượng thần tài thổ địa cao cũng làm gia tăng phần trang trọng của việc thờ cúng. Có thể dùng ngai liền hoặc ngai đơn. Để có tượng thần tài có được linh khí, chúng ta phải khai quang, nạp cốt. Tượng cần có lỗ ở phía dưới đáy để nạp cốt và chúng ta sử dụng bộ cốt thất bảo để nạp cốt cho tượng. Bộ cốt chuẩn gồm 7 bảo vật nhân gian tượng trưng cho linh khí trời đất. Chính vì có tinh hoa đất trời hội tụ nên nạp vào bên trong nên tượng mới được tích tụ. Trong bộ cốt thất bảo gồm 7 bảo vật: vàng, bạc, hổ phách, ngọc phỉ thúy, san hô, đá mã não, ngọc trai, tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sau khi nạp cốt, chúng ta tiến hành đặt tượng. Ông địa sẽ được đặt ở phía bên phải bạn, từ phía bên trái nhìn vào. Ông phát sẽ được đặt ở giữa, ông tài sẽ được đặt ở phía bên trái bàn, tức là từ tay phải, từ ngoài nhìn vào. Hai bên trái, theo nguyên tắc là từ ngoài nhìn vào là ông thần tài, bên phải là thổ địa. Thường chung bàn thờ thần tài, thờ chung. Thường bàn thờ thần tài, thờ chung với ông thổ địa. Ở giữa hai ông, bạn nên đặt một hũ gạo, một hũ muối và một hũ nước đầy. Muối theo quan điểm của cha ông ta có câu, đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng, để thấy được ý nghĩa biểu tượng của muối. Từ ngàn xưa, muối đã là khoáng chất cổ đại và là tài sản quý giá. Muối tượng trưng cho ý chí trong sạch và mạnh mẽ. Đặt hũ muối trên bàn thờ nói lên ước nguyện mong muốn cuộc sống sạch sẽ, luôn đủ mạnh mẽ và ngày càng hưng thịnh. Nước là một nguồn sống mãnh liệt, nước chảy đá mòn. Nước mang theo đặc tính trong lành, thanh cao, phẳng lặng và thuần khiết. Đặt nước trên bàn thờ với mong muốn và ước nguyện lòng thanh tịnh, tâm bình đẳng. Cúng gạo là một cách để thể hiện lòng biết ơn những vị thần Phật đã ban cho chúng ta một nền văn minh lúa nước. Nên nhớ ba hũ này chỉ đến cuối năm mới thay, nếu không tài lộc sẽ đi ra khỏi cửa lúc nào không hay. Tiếp theo, chúng ta đặt bát hương. Chú ý khi đặt bát hương mặt nguyệt phải hướng ra ngoài theo hướng bàn thờ. Gia chủ đặt bát hương giữa bàn thờ, bốc bát hương cần nhớ rằng tránh đụng vào bát hương. Mách một mẹo nhỏ, bạn có thể cố định bát hương bằng kem để khi lau dọn không làm xê dịch bát hương. Gia chủ nên nhớ điều này khi lau dọn bàn thờ, không nên dịch chuyển bát hương vì nếu dịch chuyển thì gia chủ sẽ gặp nhiều bất trắc. Sau khi đặt bát hương xong, chúng ta sẽ cắm hoa và đặt vào bàn thờ. Lọ hoa được đặt bên tay phải, đĩa trái cây bên tay trái. Hoa cúng thần tài nên là hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền. Khi bày trí lọ hoa trên bàn thờ thần tài, gia chủ nên lưu ý những quy tắc nghiêm ngặt dưới đây để tránh phạm phải những sai lầm. Bàn thờ thần tài nên được thường xuyên lau chùi, cũng như lọ hoa được rửa và lau nước lá bưởi. Rượu trắng, nước quế là một hình thức tẩy uế hiệu quả và có hương thơm dễ chịu.
Vào ngày 10 tháng Giêng, ngày vía thần tài, nên đặc biệt sử dụng loại hoa tươi có nụ, có hương thơm để thể hiện lòng thành kính. Và những ngày cuối tháng, ngày 14 âm lịch, nên chú ý lấy nước lá bưởi và rượu lạnh lau đồ. Bàn thờ ông Điện thần tài là rất quan trọng đối với các gia đình làm kinh doanh hoặc muốn cầu may mắn, sự nghiệp thăng tiến. Vì vậy mà bạn nên lưu ý việc cắm những loại hoa đem lại nhiều may mắn, cát tường và như ý. Đơm hoa rồi sẽ kết thành trái ngọt, hoa quả chọn cúng trên bàn thờ dựa theo nguyên lý thông minh tây quả. Trong phong thủy thì gia chủ đặt lọ hoa bên tay phải, đĩa trái cây bên tay trái và hướng nhìn từ ngoài vào. Đã có hoa đẹp thì phải có trái thơm. Bên cạnh đó, trái cây nên mua 5 loại ngũ quả. Sau đó, gia chủ xếp dùng khuôn khay xếp 5 chén nước hình chữ nhật. Vì theo phong thủy, tượng trưng cho ngũ phương và cũng là tượng trưng cho ngũ hành. Trên bàn thờ, vị trí thiềm thử ông cóc nên đặt bên trái theo hướng nhìn từ ngoài vào. Sáng quay ông cóc ra, tối quay ông cóc vào. Ngoài cùng trên mặt đất, các bạn có thể lựa chọn một cái tô sứ hoặc thủy tinh thật đẹp, nông lòng, đổ đầy nước và ngắt đầu bông hoa trải trên mặt nước. Địa hoa này biểu trưng cho việc giữ tiền bạc khỏi trôi đi. Vì trên nóc bàn thờ thần tài, người ta thường đặt tượng của Di Lặc Phật Vương hay các câu chú Phan tự tăng thêm phần bảo vệ cho gia chủ, tránh khỏi tai ương, biết cách sắp xếp bàn thờ thần tài là vậy. Nhưng gia chủ cũng nên tránh những sai lầm khi thờ thần tài kẻo rước họa vào thân. Đừng vì tham lam mà cắm hương trồng chéo lên. Mỗi bát hương đều có cốt là gói thất bảo. Nhằm giúp cho tài lộc không bị hao hụt, bởi thế nếu gia chủ cắm bát hương chồng chéo lên nhau hay chọc phải gói thất bảo, sẽ khiến cho bộ bàn thờ không có linh khí, gia chủ từ đó không thể giàu lên, công việc làm ăn thất bại, nghèo khó cả đời. Không dán chữ nho sau tượng thần tài, ông địa. Không dán chữ nho sau lưng bộ bàn thờ thần tài, ông địa, nghĩa là bộ bàn thờ không có ai chứng giám, có thờ cũng như không thờ. Một sai lầm nữa chính là thiếu bài vị hương. Nếu gia chủ đặt thiếu bài vị hương trên bộ bàn thờ thì tài lộc của gia chủ sẽ hao kém, tiền bạc là mất bao nhiêu, tốn bấy nhiêu, mất thời gian dài, làm việc mà không thu được gì. Lưu ý, trong việc chọn màu bàn thờ không nên xung khắc với mệnh của gia chủ. Mọi việc bài trí và sắp xếp bàn thờ thần tài ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh, phong thủy. Vậy nên, khi chọn bàn thờ, gia chủ nên chọn màu sắc hợp với mệnh và tuổi của mình nhằm tránh gây xung khắc, khiến tiền tài nhà bạn hao hụt, mất mát. Trên đây là toàn bộ cách sắp xếp, bài trí, cũng như một vài lưu ý khi sắp xếp bàn thờ thần tài của thầy Gia Cát cùng các chuyên gia phong thủy Việt Nam. Nếu có ý kiến thắc mắc hay muốn nghe tư vấn về cách sắp xếp bàn thờ thần tài cho gia đình mình thì hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline của công ty. Hãy nhấn chuông và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi có video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.